Trong đêm mưa, Giang Nhẫn kéo tay Mạnh Thính chạy đến trạm xe buýt. Mạnh Thính tức chết rồi. Vừa chạy được mấy bước, quần áo quả nhiên bị ướt, dính chặt vào eo. Mạnh Thính rất muốn đánh chết cái tên chết tiệt này. Tôi đã nói không cần rồi, anh còn không tin. Buông tôi ra. Giang Nhẫn không buông, nước mưa rơi xuống từ trên bả vai của anh. Bàn tay nắm chặt lấy tay cô cực kỳ nóng. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc trước cái thuốc lá, bởi vì trên người dính toàn mùi khói thuốc lá. Xung quanh chỉ có tiếng mưa nhưng anh lại thấy sung sướng vô cùng. Anh làm được rồi, thật sự không còn hút thuốc lá nữa rồi. Cai thuốc lá đối với một kẻ nghiện như anh thật không dễ dàng chút nào, giống như bệnh của anh vậy. Nhưng giờ phút này đây anh tin chắc rằng bệnh của mình có thể từ từ tốt hơn. Chỉ cần có cô bên cạnh. Mạnh Thính vẫn còn dãy ruộng, giọng nói của cô mang theo sự buồn bực. Không được kéo tôi, tự tôi có thể đi được. Nếu anh không chịu buông tôi ra, cuối tuần này sẽ cho anh làm 30 đề toán. Giang Nhẫn không nhịn được cười, mẹ nó. 30 đề toán cơ đấy. Anh quay người lại, nhìn vào đôi mắt màu trà của cô, trên mặt đầy ý cười. Lồng ngực trần trụi của thiếu niên đập vào mắt cô, anh tiến lại gần. Vành tai cô đỏ bừng, cả mặt đều đỏ. Mạnh Thính kéo lớp áo xuống che kín hai mắt mình. Giang Nhẫn không nhịn được cười. Em cho rằng anh thật sự muốn thi đại học hay sao hả Mạnh Thính? Chẳng lẽ không đúng sao? Cô không còn nhìn thấy gì, xung quanh đều là hương vị của anh. Anh không thích trường học, không thích học bổ túc, không thích học hành, cũng không muốn thi đại học. Cô chớp mắt vài cái, từ nhỏ đến lớn cô đều ngoan ngoãn vâng lời, không thể nào hiểu được anh vì cái gì mà không thích. Nếu như không thích thì tại sao còn muốn học làm gì? Trong đôi mắt anh mang theo ý cười, mấy cái đề kia của em, ông đây đều không biết gì hết. Cô có hơi mơ hồ, cũng không biết anh làm thế nào nghiêm túc như vậy, lúc nào cũng thế. Trang giấy làm bài mỗi lần đều viết đầy trên đó, trước đó thậm chí cô còn cảm thấy anh thật đáng thương. Sao mà có người đần như vậy, dạy thế nào cũng không hiểu nổi. Giang Nhẫn cười, em nói xem vì cái gì mà anh phải hao tốn thời gian mấy tiếng để mù mờ làm bài tập thế hả? Trái tim Mạnh Thính đập liên hồi. Nước mưa làm ướt hàng mi dài của cô, anh nhẹ nhàng lau đi, bởi vì chỉ có làm thì lần tiếp theo mới được gặp em. Anh nói rằng, anh không thích học tập, cũng không thích làm bài tập. Cố gắng làm từng bài chỉ vì muốn được gặp cô vào lần tiếp theo. Mạnh Thính cụp mắt xuống, mãi một lúc sau cô mới nhẹ nhàng lên tiếng, vậy thì sau này không cần phải làm nữa. Giang Nhẫn nhíu mày, làm chứ, sao lại không làm? Dù gì cũng không có việc gì làm. Anh đã cố hết sức rồi, nhưng chắc là vĩnh viễn không có khả năng vào được lớp 1 của bọn em rồi. Mạnh Thính còn muốn nói gì đó thì anh đã cắt lời, nói sẽ đưa cô đến trạm xe buýt, tuy nói là đã bị mắc mưa, nhưng tránh được lúc nào hay lúc đó. Đến trạm xe buýt, Giang Nhẫn mới chịu lấy lại cái áo ướt đẫm kia về. Giọng điệu của Giang Nhẫn rất nghiêm túc, lại giống như chỉ lơ đãng mà nói, lần này anh thực sự không có hút thuốc lá mà, sau này cũng sẽ không hút nữa. Anh sẽ cố gắng thi cử, bảng phê bình học sinh đã lâu rồi không còn xuất hiện tên của anh nữa. Anh mặc lại áo rồi nói tiếp, còn nữa Mạnh Thính, đã lâu lắm rồi anh không phát bệnh nữa. Giang Nhẫn không nhịn được cong môi cười, anh có cảm giác mình sẽ tốt hơn thôi. Trở thành một người bình thường, còn có thể khống chế tâm tình của bản thân. Lòng của Mạnh Thính đột nhiên mềm nhũn, trong đêm mưa tĩnh mịch, cô đứng đối diện với thanh niên. Đôi mắt màu trà cong lên, Mạnh Thính cười lên khiến trái tim Giang Nhẫn không khỏi loạn nhịp. Anh cảm nhận được, dường như khoảng cách giữa anh và cô mỗi lúc một gần hơn rồi,